Lắm lúc đâu có ngờ, đời có lúc không là giấc mơ. Người sống giết quen nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Lắm lúc quen hững hờ, có lúc không là ít thơ. Những trái tim lấp lờ, còn chi mà đánh đo. Cô em kia cô rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoay đám lá úa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ, yêu vẫn yêu người mãi. Em ơi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi trở về em. Một tình yêu như lời ca vang mãi, vang mãi trong ta. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi, em biết yêu thương ai. Trọn đời anh ơi, ta sống là bao. Là thế, đời sống không là bao. Là bao, đời không lâu là thế. Được bao sống và yêu nhau. Em ơi, có bao nhiêu, anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời người xa em rồi. Anh biết biết thương yêu ai. Đến khi yêu nhau tình yêu cho trọn đời. Em ơi, ta sống là bao. Em ơi, có bao nhiêu, anh ơi, có bao nhiêu, anh ơi, có bao nhiêu, anh nghe hoàng ơi, có bao nhiêu. Quý vị thật sôi động với 60 năm cuộc đời và tin nói ngang Khương Ngọc và Mỹ Lệ. Thưa quý vị, thật ấn tượng cho một tiết mục mở đầu. Và trang phục thì cũng ô rất là hảo hảo. Thế tại sao lại có ý tưởng này về chị Mỹ Lệ? Vì là tiết kiệm trong thời buổi kinh tế khó khăn. Dạ. Cho nên mình phải ăn mì hảo hảo, vừa là tiết kiệm lấy để mà bỏ, để mà trang trí cho cái áo. Coi như là tôi ăn ăn mì thì để ăn, coi như là thùng giấy để dán áo. Đúng rồi. Hay quá. Nói chung là bộ đồ này rất thân thiện với môi trường. Không biết là ý kiến của vị khách mời, giám khảo khách mời của chúng ta như thế nào. Là một người chuyên về dòng nhạc R&B, có nhiều sáng tác rất là hay, và cũng đam mê và hiểu rất nhiều về những dòng nhạc khác nhau, thì anh thấy thế nào về nhạc jazz với tiết mục mở đầu của Mỹ Lệ và Khương Ngọc ạ? Thì trước hết Thanh Bùi cũng xin chào tất cả mọi người của chương trình. Thật sự là mở màn như vậy anh thấy là rất là ấn tượng. Bởi vì nói chung là khi mà nghe một bài hát nào đó là Thanh muốn nghe với trái tim của Thanh. Thì hôm nay sau khi hai
hai bạn hát bài đó thì thật sự là không khí trong đây thật là sôi động. Và cái điều đó tôi thấy rất là hay, rất là ấn tượng với điều đó. Nói về cái phần jazz thì rất là jazzy, nó có cái phần sexy trong đó, hai người đều sexy lẫn nhau. Thì không phải chỉ là... thì nhưng mà chỉ có thể nói là một lời chia sẻ của Thanh là những khúc mà đơn ca thì Thanh thấy rất là mạnh. Nhưng mà có thể là cái phần mà song ca đó thì nhiều lúc có thể nó chưa khớp với nhau 100%. Nhưng mà thật sự là có cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cũng là rất cảm ơn hai bạn đã có một phần trình diễn như vậy. Xin cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi. Còn giám khảo Lưu Thiên Hương, chị nghĩ sao ạ? Trừ cái phần dance cuối cùng, bởi vì hôm nay là đêm thi nhạc jazz và R&B thì không hiểu tại sao lại có một chút xíu phần dance pha trộn vào đó. Có thể là chị Mỹ Lệ nghĩ là không, cái khúc mình đó... Alo? Xin lỗi. Dance không có ở đây và mình nghĩ đó là cái phần mà rock and roll là cũng thuộc một cái style của jazz. Ở trong đó thì và cái đây là nhà nhạc twist, rock and roll, em hiểu. Nhưng mà ở đây thì em nghĩ là cái phần nhạc jazz thì em lại không đồng ý với Thanh Bùi, vì em trông chờ chị Mỹ Lệ ở một phần gì đó kỹ thuật hơn ở phần jazz và làm cho nó chọn một cái bài hát nào đó nó mang tính chất jazz hơn, nó thể hiện cái kỹ thuật nhiều hơn của một diva. Thì cái nhạc jazz không hay, chị ơi. Cái đó chỉ là em công nhận là cái phần đầu tiên chỉ có duy nhất một cái nốt em rất thích, nhưng mà cái nhạc jazz nó rất là khác, nó mang tính chất feeling rất là nhiều. Đấy là cái mà có thể là chị Mỹ Lệ là một diva em trông chờ nhiều hơn. Nhưng mà cái phần biểu diễn hôm nay thì cũng đã rất hay rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo. Thưa quý vị, để cho quý vị hiểu rõ hơn về những ý kiến của giám khảo thì chúng tôi cũng được giới thiệu rõ hơn về nhạc jazz. Nhạc jazz là một thể loại nhạc cần cái sự ngẫu hứng rất nhiều và sự feeling của người nghệ sĩ. Và như chị Lưu Thiên Hương nói đúng là cần đem khán giả đến những cái sự phiêu lưu. Lúc nãy Mỹ Lệ và Khương Ngọc cũng đã dẫn chúng ta đi cả một chuyến phiêu lưu, một vòng siêu thị để mua mì hảo hảo thì là quá được rồi phải không ạ? Thành thử ra là xin quý vị và các bạn một tràng pháo tay nữa để ủng hộ tinh thần cho Mỹ Lệ và Khương Ngọc với tiết mục đầu tiên. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khi mà nhìn trang phục của chị Mỹ Lệ và Khương Ngọc thì Thành lại nhớ ngay đến giải thưởng. Ngoài dành cho quán quân là 250 triệu đồng thì vẫn có một giải thưởng rất hấp dẫn do mì hảo hảo tài trợ. Đó là thí sinh nhận được giải thưởng ấn tượng sẽ được một cặp mì hảo hảo bằng vàng trị giá 100 triệu đồng, một giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện cùng với Vi Oanh. Cảm ơn anh Khương Ngọc cùng chị Mỹ Lệ đã mang đến khán phòng của chúng ta, đã khuấy động ngay từ những giây phút đầu tiên. Cặp đôi của chúng ta thì liên tục nhận được những may mắn. Tuần trước thì được số điểm cao nhất từ ban giám khảo, và tuần này thì lại được là cặp đôi được khán giả yêu mến nhất. Việc mà biểu diễn đầu tiên như vậy thì có gặp áp lực gì không thưa chị? Xin chào tất cả quý vị khán giả. Đây là lần đầu tiên mà Khương Ngọc và Mỹ Lệ hát vào tiết mục đầu, và chúng tôi cũng rất là run khi không biết rằng tiết mục của mình có thành công hay không, và rất là vui khi được khán giả đã ủng hộ cho Mỹ Lệ và Khương Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chắc chắn là quý vị đã luôn ủng hộ rồi, bởi vì Vi Oanh đã nghe những tràng pháo tay rất là lớn. Bây giờ thì xin mời ban giám khảo cho Vi Oanh cùng với anh Khương Ngọc và chị Mỹ Lệ biết được số điểm. Thưa quý vị, lúc này các cặp đôi hát là anh ơi có bao nhiêu, thì bây giờ là giám khảo ơi điểm bao nhiêu. Xin mời anh Lê Minh Sơn. 9 điểm. Ca nhạc sĩ Thanh Bùi. 8 điểm. Ồ, anh khen quá mà có 8 điểm hả anh? Dạ. Em cũng hơi ngạc nhiên. Dạ. Chị Lưu Thiên Hương. 8 điểm. Và đạo diễn đẹp trai Lê Hoàng. 8 điểm. Chúc mừng các bạn.